Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bên cạnh các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện do các cơ sở đoàn, hội quản lý, ngày càng có khá nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện do các bạn trẻ tự thành lập. Đa số các câu lạc bộ, đội, nhóm có những hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn và thu hút nhiều đối tượng tham gia, tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân, góp phần thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng do đoàn, hội phát động thêm đa dạng, phong phú. Nội dung chính của chương trình hôm nay, chúng tôi có phóng sự ghi nhận về những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa của câu lạc bộ Ươm Nắng, một câu lạc bộ hoạt động quy mô và sôi nổi được thành lập từ năm 2012. Như thường lệ, mở đầu là một vài tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 5 tháng 4, tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức tổng kết tháng thanh niên năm 2017 và công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý 1 năm 2017. Tháng thanh niên của tuổi trẻ trong tỉnh năm 2017 đã có những hoạt động thể hiện sức trẻ, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm, nghề nghiệp, việc làm, môi trường sinh, an sinh xã hội. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa mừng sinh nhật đoàn, gắn với việc giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Trong tuần qua, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội tháng 3 biên giới năm 2017 tại xã Bắc Nang, huyện Đắk Rông và một số thôn của nước bạn Lào. Trong ngày hội, ban tổ chức đã thực hiện một chuỗi các hoạt động ý nghĩa như khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 người dân, trao tặng gần 160 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn, xây dựng hàng rào cho trường tiểu học thôn Bù, cắt tóc cho các em học sinh, tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, ngày 5 tháng 4, thì đoàn Quảng Trị đã tổ chức hội thi tìm hiểu thân thể và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị. Tham gia hội thi lần này có 3 đội đến từ 3 đơn vị: Trường Trung học Phổ thông Thị xã Quảng Trị, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ và Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Với chủ đề các người về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn, mảnh đất, con người và truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Trị, các đội thi đã trải qua 3 phần thi khác nhau, gồm phần thi tuyên truyền ca khúc cách mạng, phần thi trắc nghiệm và phần thi hùng biện. Chiều ngày 3 tháng 4 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tổ chức công bố chương trình truyền hình quốc gia khởi nghiệp. Dự kiến trong khuôn khổ mỗi chương trình, các doanh nhân thành đạt sẽ chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, bình luận các mô hình ý tưởng khởi nghiệp, tư vấn góp ý cho những người khởi nghiệp. Chương trình quốc gia khởi nghiệp sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút ngày thứ Sáu và phát lại vào lúc 15 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV1 bắt đầu từ ngày 14 tháng 4. Quý vị và các bạn thân mến, hoạt động tình nguyện luôn bổ ích với tuổi trẻ và đối với câu lạc bộ Ươm Nắng, thông qua những việc làm ý nghĩa của mình, chủ yếu hướng đến đồng bào nghèo, vùng sâu, vùng xa. Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ đã góp sức trẻ của mình vào việc chăm lo, phát triển cho cộng đồng. Được thành lập vào tháng 12 năm 2012, đến nay, câu lạc bộ Ươm Nắng được xem là một trong những nhóm từ thiện hoạt động mạnh nhất tại Quảng Trị, với các hoạt động diễn ra thường xuyên và có quy mô lớn. Những ngày đầu hoạt động, nhóm vỏn vẹn chỉ có khoảng 8 thành viên. Tuy nhiên, thông qua những chương trình hoạt động có sức lan tỏa, đến nay câu lạc bộ có gần 40 thành viên chính thức và hàng trăm thành viên không thường xuyên, chủ yếu là những bạn trẻ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với mong muốn đem những gì tốt đẹp nhất đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa, nhóm Ươm Nắng chuyên tổ chức các chương trình tình nguyện tại các bản làng ở các địa bàn đặc biệt khó khăn và hiểm trở với các hoạt động ý nghĩa như tặng quà, tổ chức các bữa ăn trên trường cho các em thiếu nhi, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, xây dựng các tủ sách Ươm Nắng đặt tại các điểm trường, trung tâm học tập cộng đồng. Xuất phát từ những cái tâm tư tình cảm cùng những thành viên trong nhóm, cùng ai cũng trải qua một tuổi thơ khó khăn, vất vả, và chúng tôi thấu hiểu được nỗi vất vả, những nỗi khó khăn của các em nhỏ ở vùng cao hiện nay. Bằng những cái sự ủng hộ của tất cả các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm, qua đó
đã nhóm đã có một nguồn quỹ để giao dành những phần quà tuy là nhỏ nhưng mà đã giúp cho các em động viên kịp thời. Vào tháng 12 năm 2016, câu lạc bộ Ướm Nắng đã phối hợp với chi đoàn cơ sở đồn biên phòng Sa Trầm tổ chức chương trình cho mùa đông ấm áp tại thôn Trầm, xã Bát Nang, huyện Đắk Rông. Đây là một chương trình từ thiện với nhiều hoạt động có ý nghĩa như tổ chức trò chơi, biểu diễn văn nghệ, phát quà, kéo bánh, giao lưu cùng với các em nhỏ trên địa bàn. Bên cạnh đó, nhóm còn phối hợp với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sa Trầm tổ chức cắt tóc miễn phí, phát nhiều áo quần mùa đông cho các em nhỏ, tổ chức hoạt động đầu bếp thân thiện, cung cấp những suất cơm dinh dưỡng, những bữa ăn miễn phí cho các em học sinh, trẻ em nghèo ngay tại thôn Trầm. Đầu năm 2017, câu lạc bộ Ướm Nắng phối hợp với đồn biên phòng Cổ Bai, đồn biên phòng Quảng Trị trao 200 suất quà cho các hộ nghèo và trẻ em hai xã Hưởng Lập, Hưởng Việt thuộc huyện Hướng Hóa. Chương trình cũng đã tổ chức các hoạt động ngoài trời và giao lưu văn nghệ. Ngoài ra, đoàn đã mang đến cho các trẻ em địa phương 200 suất ăn dinh dưỡng. Ở vùng miền núi phía Bắc Hướng Hóa này, các em rất là nhiều thiếu thốn. Nhưng mà ngày hôm nay thực sự các em rất là vui đã đến trường và nhận được những tình cảm của câu lạc bộ Ướm Nắng đã mang đến cho các em. Hiện nay với số lượng thành viên đông đảo, kinh nghiệm hoạt động gây quỹ dày dặn, câu lạc bộ Ướm Nắng tổ chức khoảng 10 chương trình thiện nguyện mỗi năm, giá trị huy động mỗi chương trình từ 50 đến 60 triệu đồng. Về cơ bản, các chương trình được rải đều vào các tháng trong năm. Ngoài ra, tùy vào nhu cầu và thời điểm, nhóm còn tổ chức các chuỗi hoạt động phân bổ theo đợt và địa bàn. Em rất biết ơn và cảm ơn câu lạc bộ Ướm Nắng đã kêu gọi các nhà hảo tâm giúp em một số tiền khá lớn để em trang trải trong cuộc sống và có nghị lực hơn trong học tập. Sau khi nhận được món quà này thì em sẽ cố gắng học tập và chăm ngoan để không phụ lòng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em. Em tham gia câu lạc bộ thiện nguyện Ướm Nắng bởi vì em rất là yêu trẻ em, thích đi làm việc thiện và qua thời gian hoạt động từ thiện thì em thiện nguyện cho câu lạc bộ Ướm Nắng thì em cảm thấy là mình vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Để có thể duy trì nhóm ổn định thường xuyên và lâu dài, điều mà các thành viên trong nhóm trăn trở nhất có lẽ chính là hoạt động gây quỹ từ thiện. Hiện nay ngoài việc chủ động đi gặp mặt, gõ cửa đến từng doanh nghiệp, đơn vị kêu gọi tài trợ, thì việc đăng tải những thông tin về những trường hợp cần hỗ trợ lên các website, trang mạng xã hội cũng là phương thức gây quỹ thường xuyên của nhóm. Đặc biệt hơn, trước mỗi chương trình lớn chuyển đi xa, nhóm đã tổ chức các hoạt động gây quỹ khá chuyên nghiệp như vận động quyên góp, tổ chức bản hoa, quà lưu niệm vào những ngày lễ hay tổ chức đêm nhạc từ thiện. Nhóm luôn đi đến những nơi vùng sâu, vùng xa, những vùng dân tộc thiểu số nên là trong các chuyến đi rất là khó khăn về vận chuyển cũng như là đường xã đi lại rất là khó khăn, địa hình thì hiểm trở, nhưng với tinh thần đoàn kết vì trẻ em của vùng cao thì chúng tôi luôn nỗ lực và bằng lòng nhiệt tình để khắc phục mọi khó khăn và vượt qua. Có thể thấy chưa bao giờ các hoạt động thiện nguyện của các bạn trẻ lại nở rộ như vài năm gần đây. Ngoài Ướm Nắng, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 20 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tự do, tiêu biểu như Quảng Trị Nét, Búp Sen Hồng, Đồng Quê, Hội Thiện Nguyện. Sự phát triển sôi động của các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tự do xuất phát từ nhu cầu muốn đi tình nguyện của các bạn trẻ, cũng như nhu cầu của xã hội đối với các hoạt động tình nguyện ngày càng tăng cao. Tính chất linh hoạt về thời gian, phương thức kết nối, gần gũi về sở thích, lứa tuổi, cụ thể về địa chỉ và nội dung tình nguyện, các thành viên có thể trực tiếp tham gia vào từng khâu của mỗi hoạt động tình nguyện, là những điểm thu hút các bạn trẻ đến với các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tự do. Từ những chuyến đi đầy ý nghĩa, các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc tổ chức làm việc nhóm, mình dàn tự tin và linh động hơn trong xử lý tình huống. Hoạt động tình nguyện luôn bổ ích với tuổi trẻ và mang lại những giá trị tích cực cho sự phát triển của cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong hoàn cảnh ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động an sinh xã hội còn khó khăn, sự phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, hoạt động từ thiện phần nào đã giúp cho các địa phương và người dân thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm và chăm lo tốt hơn.
Hy vọng là trong thời gian tới, câu lạc bộ Ươm nắng và những đội nhóm tình nguyện khác trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa, mang yêu thương, giúp đỡ cho đồng bào nghèo, những hoàn cảnh không may mắn ở mọi vùng miền. Thời lượng chương trình đến đây đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.